anh đang ăn, anh đang quay sai xưa quay, nhưng mà lúc mà em nhìn lén anh á, lúc mà anh ăn á, em khóc anh đâu có biết đâu. Nhớ lại thì lúc kia à, lúc đó là đang đi nửa đêm. Mỗi lần nhớ cái chuyện này ai đó đều mắc cười á. Tầm 1 phút, chuyên bán đồ ăn đặc sản, đồ ăn vặt. Liên hệ Zalo hoặc gọi số 0879299932, Facebook Linh Lê, Fanpage Thằng Mập Phút. Giờ lắp sẽ đập hộp dịch ra nha cả nhà. Mày trắng nha ơi. Bật lửa lên, thêm gia vị vô như thế nào. Cái này là muối ớt để kim làm sốt cả nhà. À, quá hấp dẫn luôn. À, đó. Rồi cái nước hộp dịch nó sắc lại. Cái này sôi lên nó thấm vô hộp dịch. Biết cái nắp cả nhà. Ừ. Ít thôi, phải ngán. Xin chào cả nhà, đã đến với kênh YouTube Hằng Mập Food. Hôm nay thì gia đình của Mập sẽ ăn hộp vịt lộn nướng muối ớt với lại hộp vịt luộc. À, ở đây thì có 20 trứng hộp vịt, mời cả nhà cùng ăn với gia đình nhà Mập nha. 20 trứng hả? Để cho 2, 4, 6, 8, 10, 2, 14, 16 hả bài. 16 với vào đây, tại giờ chưa tôi mua 25 trứng mà còn hoài quá trời luôn. Đó, thì có 18 trứng hay cái 16 trứng nướng rồi cả nhà. Còn ở ngoài nè. À, nó rồi tại vì hết chén rồi nên nướng nhiêu đây thôi, nhưng mà bé Kim ăn chắc được vài trứng rồi, còn nhiêu mà quốc hết cả nhà. Đó, thì hai vợ chồng mời cả nhà ăn hộp vịt lộn nướng muối ớt cái hai vợ chồng Mập nha. Mời em ăn nha. Mời cả nhà cùng ăn nha. À, thì mời anh Mập. À, đặc biệt ở đây thì có hai cái chén mà mỗi chén hai trứng này cả nhà. Vô à, tại vì hai chén này bự cả nhà. Đây
Hấp dẫn. Mời em ăn nha. Mới muỗng đầu tiên dính cái mề. Dính cái mề cái mắt hứng thiệt chứ. Vậy mà em tưởng tao làm ngon. Nghe hồi ơi tưởng ngon thấy không? Nước sốt em làm cái có me hết mấy kem, cái ngọt ngọt. Ủa chua chua. Giống như là hộp nhịt cái gì nè, xà me vậy đó. Nhưng mà nó có mặn mặn, ngọt ngọt, chua chua. Cay nữa. Nhưng mà tại sao tao kêu nước mướt ớt không? Tại vì có muối với ớt. Nhưng mà có nước mắm nữa. Ngon á. Cái này khỏi chấm. Cái này hơi mặn. Một tí nữa có ăn hộp vịt luộc thì mình chấm với muối tiêu chanh. Còn không, cái này ăn khỏi chấm được. Nhưng mà ngon đấy nha. Khẩu vị của anh là mặn, em cũng vậy mà. Nên ăn cái này hợp á. Cả nhà thấy hai chồng ăn hộp vịt lộn á, cả nhà tưởng tượng được cái gì không đó nha. Là nhiều lần mà ăn hộp vịt lộn á được viral á. Có cái clip mà Mập ăn 30 trứng hộp vịt lộn luôn á, ghê không? Clip đó là cao view nhất ở trên kênh của Mập luôn cả nhà. Hết rồi. Mấy Kim nhắm ăn được mấy trứng mấy Kim. Sao cứ vậy hoài tao. Ăn đi hết đi, ăn hết đi nào. Làm trứng luộc hay? Bình thường ăn được chỉ có 3 trứng thôi. Nhưng mà thấy cái này hơi ngon, không biết ăn được mấy trứng. Anh nghĩ chắc được nhiều á. Tại vì biết sao không? Không phải, nó là thực tế. Tại vì nướng cái này nó không có bị ngán á. Ăn hộp vịt luộc này nó sẽ dễ ngán lắm cả nhà. Hồi chưa mua hộp vịt lộn, cái gặp anh đó, anh có xem mình á. Cái anh nói là mà bố cậu ủng hộ và anh cái kêu anh bán hộp vịt lộn nào mề ít trắng thôi. Ủa ít mề trắng thôi. Cái nó ok, cuối cùng về mề trắng quá trời. Chứ này không biết làm sao nữa. Chắc là anh nghe lộn. Công nhận vợ tôi quan hỷ dữ trời. Tính ra mình sân si vợ mình quan hỷ quá. Nhưng mà mè trắng á, nó cũng không có cứng quá. Kiểu như hộp này á, cái con nó còn no quá. Mập thì mập thích ăn cái con bự, con già đó nha. Chứ không phải hộp gì xác nha, con già thôi. Anh ăn trứng kế tiếp nha. Cứ tự nhiên nha mấy kia. Nè, như trứng này là ngon nè, không có mè trắng nè không. Anh thích ăn vậy nè. Nó ngọt. Còn cái con mà nó nhỏ, nó có mè trắng á, nó không có ngọt bằng cái con mà nó không có mè trắng á nha. Một cái kỷ niệm mà thì hồi nãy mà cũng có nhắc với cả nhà đó là một cái clip mà Mập ăn tới 30 trứng hộp vịt lộn. Rồi lúc trước giờ thì Mập ăn tầm 20-25 trứng, tại vì lên đây ai mới ăn vậy cả nhà, chứ ở ngoài thì ăn chừng vài trứng chục là dữ lắm rồi, mà hiếm gì là ăn chục lắm. Nhưng mà lên clip ăn thử thách rồi này kia thì ăn nhiều,
đó, ăn nhiều cho có cái để cho mà cả nhà xem giải trí rồi mà mình thử thách nữa. Nhưng mà hôm đó tại vì hứng lên á, sao tự nhiên mình lại làm trời cái clip tới 30 chứ vịt lộn, không ngờ tới luôn cả nhà. Nhưng mà nói thiệt nha, khả năng của Mập nếu mà Mập cố á, Mập có thể ăn hơn 30 trứng đó nha. Có thể nhiều hơn á, nhưng mà chắc từ đây tới cuối đời xong như vậy nữa. Thì sẵn đây Mập cũng chia sẻ thật lòng với cả nhà luôn, cũng nhắc lại cái kỷ niệm đó. Thì ăn đi, ăn đi. Giờ ăn gì nói chuyện. Chứ để hồi cái ghê lợi đó. Thì như vậy nè cả nhà. Có một sự thật là lúc đó Mập thử thách vậy, thì bé Kim không cho, bé Kim mới nói là thôi anh đừng ăn vậy, anh thấy em thấy nó sao sao đâu á. Mà Mập cũng vậy cả nhà, nhưng mà kiểu như lúc đó mình ham quá, kiểu như mình ham được cả nhà ủng hộ quá cả nhà, cái mua về 30 trứng làm hết luôn, set up ra mâm hết luôn, cái hồi tự nhiên hứng lên ăn hết luôn. Cái lúc đó thì làm clip á, làm clip nào quan trọng á là Mập sẽ thường ngày á, là lúc đó quay chỉ có cái máy đứng lên để cho quay Mập thôi, còn bao nhiêu cả ở nhà là vô phòng đóng cửa lại hết cho mình Mập quay cho nó tự nhiên á. Nhưng mà clip nào quan trọng thì sẽ có bé Kim ở đây để canh máy, sợ nhiều khi bị hết pin hoặc là bị sập nguồn đồ này kia đó nha. Đó, cái hôm đó thì bé Kim ngồi ở đây, xong cái tự nhiên Mập ăn xong hết rồi cái buồn ra, cái Mập thở hổn hển luôn, kiểu như là no cả nhà, kiểu như no á. Cái bé Kim ngốc vậy, xong thấy bé Kim kiểu như là mắt đỏ lên, cái hỏi ủa vụ gì vậy, cái không nói đâu, kiểu như tính mà này im vậy đó. Nhưng mà em nhớ thật sự là hôm đó là em cái gì không, cũng cái clip đó cũng gần đây thôi, cũng mới mấy tháng chứ gì. Em khóc quá cả nhà, ngại không nói. Giống như bữa thấy thì sao, sao thấy tội nghiệp. Thấy thương chứ, nói tự nhiên cái kể lại cái nhà, kể lại nói là anh đang ăn, anh đang quay sai xưa quay, nhưng mà lúc mà em nhìn lén anh á, lúc mà anh ăn á, em khóc anh đâu có biết đâu. Cái xong cái buông ra, cái mới biết là bà khóc á cả nhà. Cái bây giờ tự nhiên bây giờ mới nhớ lại là hai vợ chồng lên đó cả nhà. Cũng coi như là một bước ngoặt mới, mình sẽ không ăn nhiều vậy nữa. Nhưng mà lâu lâu cũng sẽ có một clip để thay đổi không khí cho cả nhà, kỷ niệm lại thằng Mập Food hồi xưa nó ăn nhiều vậy nha cả nhà. Chứ không phải là Mập bỏ tiệc luôn nha, nhưng mà mình cũng phải cân nhắc, chứ không có giống như lúc trước nữa. Lúc trước là Mập lăn xả luôn, Mập nghĩ là thôi mình còn trẻ mà sức mình rất dài dây rộng, mà bởi vì có nhiều người điện thoại tới đó, trời ơi Mập ơi chị thấy em ăn gì tội nghiệp em quá, cô thấy con ăn gì tội nghiệp con quá Mập ơi, rồi có làm sao không. Cái mình cứ y lại là thôi mình tập đồ, thể dục đồ, mình vận động đồ nó cũng sẽ tiêu hao bớt cả nhà. Nhưng mà nhìn lại thôi, thấy thôi cả nhà, ngưng. Hả? Với lại bây giờ có vợ Mập rồi thì mình sẽ bước sang một trang mới, mình làm, mình bước sang một cái bước ngoặt mới cả nhà. Đó là một cái kỷ niệm mà trong cuộc đời làm YouTube của Mập luôn. Thì hôm nay Mập chia sẻ thật lòng với cả nhà. Có ai mà có cái cảm nhận về cái câu chuyện mà Mập đang kể với cả nhà thì cả nhà bình luận phía bên dưới để cho Mập biết ý kiến với nha. Không nhắc lại mà cũng muốn cay cay mắt. Mình là nhân vật ở trong câu chuyện luôn á. Nhưng mà mình thấy không nên như vậy nữa nha. Nhưng mà bé Kim á, từ đầu tới cuối nha, Mập làm gì Mập rất là cứng đầu, thật sự luôn. Từ đầu tới cuối là Mập ăn nhiều hay là cái gì đó, bác Kim không đồng ý đó nha. Nhưng mà Mập á, ở ngoài cuộc sống cũng vậy, cái gì mà tự mà nhận ra thôi, chứ người ta nói thì không nghe. Người ta không phải không là nghe. Không phải là gia trưởng, nhưng mà cái kiểu như có cái tôi trong người đó nha. Chừng nào mà đụng chuyện á mới biết. Nhưng mà vẫn nghe đóng góp ý kiến. Ý nhưng là chuyện cái ngoài đời thôi, thì
Thì muốn làm cái gì là nói không bao giờ nghe. Nhưng mà tự tự khắc nhận ra là tự thấy mắc cỡ luôn á cả nhà. Đôi khi vậy á, ăn ơi. Cái nhà thấy không, thông qua cục chết mẹ rồi. Sao sao Thông, thông qua câu chuyện nó mới thấy là ở nhà mới thấy thái độ của bé Kim không cả nhà. Bé rất là trầm tĩnh rồi bé nhiều khi người ta nhắc lại cái biết kiểu như biết là lúc trước là không cho anh làm nhưng mà anh giờ anh sai anh nhắc lại là em phải tới rồi em nói anh luôn, nhưng mà thật sự là bà ngồi bà rất là trầm lặng rồi tĩnh lặng mắc cười ghê tính quá vậy ở nhà ơi. Bởi nhiều khi á ở nhà mắc cười lắm, hôm nay nói hơi nhiều tí ở nhà. Ở nhà mắc cười lắm, mình đang nói đang kể chuyện gì vui đó, nhìn qua mặt bà thôi là tắt tắt hứng liền luôn á. Giống như là có mấy bạn nói là sao bé Kim nhìn mặt buồn buồn Mặt bà vậy đó nha. tại vì cái mặt không được vui chứ không phải là buồn. Hồi đó giờ nó vậy á chứ không phải là buồn hay là ghét người ta rồi thái độ này kia. Lúc mà hồi lúc mà Mập mới quen với Kim nha, dẫn về nhà cái ở xóm có bà kia, lúc đó bà này bà ốm xong cái tự nhiên gò má bà thì kiểu như mặt đầy đặn ở nhà, cái gò má nó hơi rung lên nè. Bà nói con nhỏ vậy của thằng Linh ha, là sau này ha, nhỏ nó hung dữ lắm nha, chơi gì Má nhỏ dùng gì á? má dung hung dữ lắm, thường thường ở dưới quê nó hay nói má dung hung dữ cả nhà. Nhưng mà lúc đó cũng nghĩ là mình còn trẻ mình đâu có biết này kia đâu, nhưng mà về về thì thấy cũng bình thường, có gì đâu không dữ. Cái đó là gọi là gì nhìn mặt mà bắt hình dong. Nhưng mà trong người ai cũng có cái sự hung dữ của người ta hết, nó không ai hiện hết á. Quan trọng là mình kiềm chế được hay không, đúng không? Với lại là mình làm cái gì người ta thì người ta mới hung dữ chứ đâu đâu thể nào tự nhiên mà người ta sẽ thái độ với mình được. Giống như người ta nói là cái này nó hơi đụng chạm tới mấy người mà có cái đó nha, nhưng mà người ta nói là cái bộ tứ quyền lực là nhất lé nhì lùng tam hô tứ súng cả nhà, là mấy người đó khó xài. Nhưng mà thật sự là có nhiều người người ta cũng bị như vậy, không phải bị nhưng mà nhiều người ta như vậy nhưng mà người ta vẫn bình thường, chứ đâu phải là cái đó là kiểu như là ông bà xưa mình nói thôi. Cái gặp bà này má dùng cái nói bà này giờ ôi nhỏ này chắc sao hung dữ lắm. Nhưng mà thật sự là đánh giá sai với Kim ơi. Mấy Kim có hung dữ. Quýnh chồng. Quýnh chồng đâu không có hung dữ. Bà hay quýnh yêu mập lắm. Kiểu như là không làm gì ai hết nhưng mà làm cái gì quá đáng là mình sẽ đối đáp lại đó nha. Mạnh mẽ lắm á cả nhà. Bà này bà mạnh mẽ lắm á. Có hồi đó có lần chị Mập trẻ trâu á. Đi ngoài đường mà bị quẹt xe với người ta, cái ông kia ông sắp la cà vô với Mập mà hai người chưa đánh nhau hay là gì chứ nha. Cái bà này bà chen xuống giữa, bà nói trời ơi em làm gì vậy bé Kim, em làm gì bé Kim. Cái bà này bà nói nè trời ơi, cái hỏi ra thì bà này bà nói là em phụ nữ á, ổng thấy vậy ổng đâu dám đánh em đâu, nhưng mà em sợ ổng đánh anh mà ổng đâu có chút xíu à, mà ổng nhục sỉnh nữa, mà mình thì mình bự con nữa, mình đâu có sợ gì đâu. Trời ơi, bà chen vô chính giữa cả nhà, hai hai người hai thằng đàn ông đang đứng kiểu như là nghe chuyện mắc cười lắm. Cái chuyện xe chạy xe mắc cười anh nhớ lại lúc kia lúc đó là đang đi nửa đêm mỗi lần nhớ cái chuyện này ai đó đều mắc cười á. Cái lúc đó đang đi tới hồi lúc đó còn ở bên bến xe bến á bến xe ăn sương á nhà, cái đi gần tới cầu lúc vượt ăn lúc đó sương lúc đó mới làm hầm chui luôn á, lúc đó mới làm hầm chui ăn sương á nhà. Rồi xong cái ông đó ổng đi lúc đó 1-2 giờ khuya hai đứa đi gửi hàng quần áo á, về cái ông đó ổng chở mẹ ổng ổng đi qua lộ
Cái xong cái bà, cái ông ấy, ông quẹo, cái ông này thì chạy thẳng, cái ông đó Thắng ông, sinh ra nữa. cái xong cái ông bò qua cái ông này xíu nhím đụng ổng, cái ông ý là ông này sai nhưng mà là người ta có xi nhan mà kiểu như ông không để ý á, cái người ta ngoắt rồi nè, người ta kêu ông đi đi nhưng mà ông tưởng đâu cái người đó kêu ông mà đang muốn lộn á. Như vậy là cả nhà là vậy nào, nhưng mà thật sự là nhìn lúc mà mình nhìn mình cứ tưởng là quắc quắc gì không à, mà thật sự luôn á, mà lúc đó kiểu như là mình hăng lắm, một tuổi trẻ mà tuổi trẻ tài cao mà 17 hình trâu mà ở nhà ra đường không sợ ai chứ, mạnh mẽ lắm. Xong cái ông làm gì, ông làm gì tôi, ông làm gì tôi, sắn sắn lại cái mà tội nghiệp giờ nhớ lại cái mẹ nó không không chú ơi, tôi kêu chú đi, tôi kêu chú đi. Mà ở Kiên Giang nha, mập ra đường ha, mập mà ra vậy chứ ai rồi ha, là một kênh ta. Còn bây giờ không có nha, trầm tĩnh lại, ở nhà tôi có vợ có con. Tại vì chạy xe ngoài đường mà ai cũng kiểu như người ta gấp chạy rồi người ta phải thắng lại thì người ta sẽ khó chịu trong người. Mà anh thấy văn hóa giao thông giờ là đa số vậy đấy, em ơi. Nhưng mà bây giờ lớn rồi, anh còn vợ còn con anh nữa, anh mà có gì đâu phải mình anh chịu đâu, đúng không? Mà đó hằng máu lắm, hồi đó là bất chấp luôn, đụng là đụng là chơi bá vô đây mà nút tay vô đây. Nhớ lại mấy chuyện mất rồi đó. Ủa mà tự nhiên nãy kể chuyện gì mà tới cái chuyện mà giao quẹt xe luôn vậy? Quên rồi. Anh nói em mạnh mẽ. Thì từ từ cả nhà, từ từ thì cả nhà cũng sẽ hiểu bé Kim thôi. Còn mập á thì sao mà ăn yếu vậy? Ăn nữa đi. Em ăn được 5 trứng rồi đó. Ghê không? Ôi, ghê vậy? Ừ. Đây hệ cả nhà đây nè, chứ không phải nói đùa đâu, mà cả nhà này, tua clip này coi, hỏi bé Kim ăn 5 trứng mà không hay luôn cả nhà. Vậy là em anh ăn hơn em có, nãy giờ tôi ăn 2 trứng luộc. Anh chưa thấy nó nhiều. Thôi vậy ngồi chơi đi, ngồi chơi kể chuyện về cả nhà nghe đi. Review món ăn đi, đừng nói cả chuyện ngoài lời nữa. Ngon không, tự nhiên bữa giờ ấy, em làm món gì cũng thấy ngon, cái tâm trạng đấy cả nhà, mình nấu ăn mình phải có tâm trạng nha. Lạnh quá. Nè như trứng này là xuất sắc không? Cái này phải có hành phi nữa nhưng mà gấp quá nên chưa làm hành phi được, cái nhà bỏ hành phi với ăn thì nó sẽ thơm lắm, cái này ngọt ngọt chua chua cay cay nên là không có ngán, ăn sẽ được nhiều hơn. Nãy ở nhà nướng bằng bếp ga đó nha, tại vì cả nhà biết sao không? Ban ngày á là cái có người này người kia người ta thức mà mình nướng, người ta mở cửa nướng biết rằng đem qua đường, đem lên sân thượng thì sẽ hôi quần áo người ta hàng xóm, còn mình đem qua ngoài đường á thì nó sẽ bay, nó bay lọn vô cửa người ta. Còn ví dụ như mập làm clip mà nếu mà có ban đêm á thì ngồi trước nướng thì nó bay ngoài đường, nó bay lên luôn, nên cũng phải nhìn trước nhìn sau, thôi nướng trong nhà luôn nướng mà bếp ga luôn cho nó cũng tiện. tiện á. Mà đa số giờ là hai đứa làm clip ban ngày hơn cái nhà. Tại vì anh Mập đang cố gắng giảm cân, Mập đi hồi tí Mập đi tập gym nó tới 11 12 giờ đêm, có đêm thì tập tới 1 2 giờ sáng mới về nhà. Xiên lắm, có bữa anh vô anh cân 145 kg, anh tập hồi ra 146
làm hồi 146 kg. Uống nước đó cả nhà. Sụp rồi, đó là 150 kg rồi. Ngon. Ngon mà không bị ngán nữa. Ừ. Ăn cái luộc á, ngán lắm. Đang thèm bún bún riêu. Đánh tiếng vậy đó. Coi là bún riêu ăn ăn nào. Bún riêu mà bún riêu giò heo, bún riêu bạch tuộc đi. No. Thôi. Vậy là bao nhiêu trứng rồi? Anh ăn 13 trứng rồi đó. 5 trứng. 10 nãy 16, em ăn 5. Anh ăn 11. Với 2 trứng này là 13 trứng. Rồi, xong. Ăn đầu trúng cái mề, cái kết trúng cái mề nữa. Cả nhà ơi, thì gia đình có mập đã ăn hết hộp dịch rồi. Thì cả nhà có mập xin kết thúc video tại đây nha. Thì nếu mà cả nhà yêu thích vợ chồng mập thì cho vợ chồng mập một like, một share và một subscribe nha. Cái nhà mập hai chồng mập cảm ơn cái nhà rất nhiều đó. Thì bây giờ thì hai chồng mập kết thúc clip tại đây thôi nha cả nhà. Hẹn cả nhà vào 6 hoặc là 7 giờ tối ngày mai nha. Bye bye, bye.